Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một số doanh nghiệp may ký được đơn hàng đến tháng 8. Thi công đường giao thông tại xã Đức Hợp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình có bài Thanh niên Hưng Yên tiên phong trong chuyển đổi số. Một số lãnh đạo phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào lĩnh án do bán đất trái thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.300 ha và 25 cụm công nghiệp, đa số là các khu cụm công nghiệp mới được quy hoạch và đang xây dựng nên có nhiều ưu thế về hạ tầng giao thông cũng như các điều kiện thuận lợi khác để doanh nghiệp đến đầu tư. Nhiều quỹ đất sạch sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án. Qua tìm hiểu ở nhiều địa phương, Tập đoàn Kinh tế có trụ sở từ Singapore quyết định đầu tư dự án trị giá 1.850 tỷ đồng với hơn 26 hectare vào khu công nghiệp Yên Mỹ. Theo kế hoạch, sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Việc lựa chọn Hưng Yên đặt địa điểm xây dựng khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và môi trường đầu tư, cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Trương An Dương, giám đốc điều hành. Có cái lợi thế rất là nhiều. Đầu tiên là cái lợi thế về kết nối hạ tầng, về các khu vực như là về Hà Nội cũng như là các cái thành phố, các cái trung tâm về sản xuất ở phía Bắc cũng như là các cái khu vực cảng biển và sân bay. Được biết với hơn 180 ha diện tích mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2, dù đang xây dựng nhưng đã có nhiều doanh nghiệp đến đăng ký thuê đất. Năm 2023, tổng số dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn của Hưng Yên đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đi liền với đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp hài lòng và đánh giá cao về chất lượng phục vụ. Năm 2023 được coi là một năm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may. Mặc dù quý 1 năm nay các đơn hàng đã cải thiện đáng kể, nhưng theo các chuyên gia dự báo, kinh tế thế giới rất khó lường nên năm 2024 vẫn tiếp tục là năm thử thách với ngành dệt may, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những ngày này, không khí làm việc tại doanh nghiệp may này rất khẩn trương vì đã có đơn hàng ký đến hết tháng 8 năm 2024. 12 nhà máy trong hệ thống của doanh nghiệp tại Hưng Yên đã có đơn hàng ký đến hết tháng 7, tháng 8. Thậm chí có đơn hàng đã đặt giữ chỗ đến tháng 10. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đối với các doanh nghiệp may. Nhiều khi chúng tôi có những đơn hàng hàng triệu sản phẩm, nhưng đùng một cái họ thông báo tôi chỉ còn 500 thôi, thì mất đi một nửa. Thì lúc đó ta phải định hướng như thế nào? Đấy là những vấn đề lớn mà trong năm nay cái tình hình mà bất định như thế này thì cũng phải có những cái cách tính, nó phải phù hợp với tình hình thị trường như hiện nay. Do đó, doanh nghiệp dệt may không chủ quan trước những thuận lợi mới xuất hiện, đồng thời cũng cần nắm bắt được những khó khăn thách thức để có được sự linh hoạt trong chiến lược sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, huyện Phù Cừ tập trung tiến hành chi trả tiền cho các hộ có diện tích đất ruộng cần phải thu hồi của dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan với số tiền trên 130 tỷ đồng. Chủ đầu tư và chính quyền huyện Phù Cừ đã tiến hành chi trả cho trên 480 trong tổng số 500 hộ tại 6 xã Tống Chân, Đình Cao, Minh Hoàng, Đoàn Đảo Minh Tiến, Nguyên Hòa. Với diện tích đất nông nghiệp trên 53 ha, tổng số tiền chi trả 130 tỷ đồng. Các buổi chi trả diễn ra công khai nhanh gọn, tất cả các hộ có diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đều đồng thuận sẵn sàng nhường đất cho dự án. Số hộ còn lại chưa nhận tiền, đa phần không có mặt tại địa phương hoặc chưa được xác minh rõ ràng nguồn gốc đất. Thời gian tới, huyện Phù Cừ và chủ đầu tư tiếp tục rà soát để đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các hộ còn lại. Thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2025, từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Giang luôn quan tâm đầu tư, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm, đường giao thông nông thôn. Trong đó đã hoàn thành đầu tư cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh như đường tỉnh 379B, đường tỉnh 377, hoàn thành và đưa vào sử dụng 9 dự án giao thông đường huyện, cầu đường bộ với tổng chiều dài gần 11 km, tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng. Hai dự án cầu Bắc qua kênh Tây và cầu Bắc qua kênh Đông với tổng chiều dài trên 33 m, tổng kinh phí đầu tư trên 21 tỷ đồng. Đang triển khai thi công 4 dự án đường giao thông với chiều dài trên 5 km, tổng mức đầu tư trên 150 tỷ đồng. Hệ thống đường trục xã thôn xóm nội đồng được quan tâm đầu tư, đáp ứng theo các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân. Việc triển khai các dự án phục vụ kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng theo quy hoạch chung đô thị Văn Giang.
Dự án nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu sông Tân Hưng nối với đường tỉnh 378 đi qua thôn Đức An, xã Đức Hợp do Ủy ban Nhân dân xã làm chủ đầu tư được triển khai từ đầu năm 2023. Tuy nhiên trước đó tuyến đường đã được mở rộng mặt đường từ năm 2018. Hai dự án triển khai cách nhiều năm, thời gian thi công kéo dài nên ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Nhờ được chủ trương mở rộng tuyến đường trước nhà, ông Lai cùng nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đã đồng thuận hiến đất, tự xây lại các công trình cổng, tường rào, phục vụ thi công ngay từ đầu năm 2023. Mặt bằng thuận lợi, người dân ủng hộ cao, song cùng một tuyến đường triển khai hai dự án cách nhau đến hơn 5 năm, nên khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ngày nắng thì bụi bậm, ngày mưa thì lầy lội, cửa nhà các gia đình luôn đóng kín, rèm cửa, chuyển màu vì bụi bẩn. Thực ra họ nói thì bây giờ đường nó thi công từ 2018, nó chậm cho nên thực ra trước những giờ ở trước mặt đường thì chúng tôi rất bụi bậm, trẻ con bỏ đi lại thì nó cũng mất thuận tiện. Cái mùa màng thu hoạch bà con đi rất bức xúc, thậm chí mong sao cho coi như là tất cả các ngành, các đơn vị thi công làm sao đẩy nhanh tiến độ để cho bà con đi lại được thuận tiện. Thế tôi ở đây tóm lại là thời gian cũng tương đối là dài rồi, là ảnh hưởng tức là cái bụi bậm là hơi nhiều. Đoạn đường thi công có chiều dài 2,1 km đi qua khu dân cư thôn Đức An và 3 trường học gồm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Đức Hợp. Do vậy, lưu lượng phương tiện đi lại rất đông, đặc biệt là các em học sinh vào các giờ tan tầm. Lâu năm rồi nên nó rất là sốc, rất là nhiều ổ gà nên là đi nó rất là hỏng xe. Cả vào những ngày mưa thì rất là bẩn. Đoạn ở trên gần chỗ vào trường em thì rất nhiều bạn bị ngã, đi nó trơn quá rất là nguy hiểm. Theo danh mục đầu tư dự án năm 2078, xã Đức Hợp đầu tư trên 8,3 tỷ đồng để mở rộng mặt đường đoạn tuyến từ ngã tư trường trung học phổ thông Đức Hợp đến cầu sông Tân Hưng với chiều dài khoảng 1,5 km. Ở dự án này, tuyến đường chỉ thực hiện đổ bây kè đá và đặt cống mà chưa có hạng mục trải thảm nhựa hoàn thiện nên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Đến năm 2012, xã tiếp tục nâng cấp cải tạo toàn tuyến từ cầu sông Tân Hưng đến đường tỉnh 378 với chiều dài 2,1 km, kinh phí trên 21 tỷ đồng. Đến nay, dự án hoàn thành khoảng 65% khối lượng, đã giải ngân trên 30%. Việc đầu tư dàn trải, thời gian thi công kéo dài khiến cho tuyến đường trở nên nhếch nhác, vật liệu ngổn ngang, hàng trăm ổ gà, ổ voi dọc tuyến và các hạng mục chênh lệch về độ cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, vừa qua đoàn công tác huyện Khoái Châu tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ và các địa danh lịch sử tại hai tỉnh Điện Biên và Sơn La. Với tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc, đoàn đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra những ngày đêm chiến đấu quyết liệt. Tại Điện Biên Phủ đã có trên 600 phần mộ liệt sĩ được quy tập và yên nghỉ, trong đó có những người con quê hương Khoái Châu đã anh dũng hy sinh trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Thăm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ, nhà tù Sơn La, cây đào tô hiệu. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đối với những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do. Qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục noi gương cha anh, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều thanh niên, đoàn viên trong tỉnh Hưng Yên đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Đây là trung tâm điều khiển từ xa được các đoàn viên thanh niên của công ty Điện lực Hưng Yên vận hành nhằm giám sát, thu thập dữ liệu và vận hành các thiết bị điện của toàn tỉnh. Ngoài ra, gần 290 thanh niên của công ty đã tích cực thực hiện công nghệ kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả như hệ thống thông tin quản lý khách hàng, hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa, hệ thống kiểm tra giám sát mua bán điện trong lĩnh vực kinh doanh, hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện. Đoàn viên thanh niên các chi đoàn thì tích cực tham gia các công tác chuyển đổi số, ví dụ như là công tác chuẩn hóa dữ liệu này, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ trên các lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật,
kinh doanh cũng như dịch vụ khách hàng, từ trong giao dịch nội bộ đến các tiện ích tương tác với khách hàng đã được thực hiện trên không gian số, tạo thuận lợi cho khách hàng, rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ điện và giải đáp kịp thời thắc mắc của khách hàng một cách tự động, chính xác, góp phần nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. Mới đây, Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Đức Hợp là một trong 14 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khen thưởng với thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số. Trường đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để trang bị nâng cấp các thiết bị thông minh. Đặc biệt, những giáo viên trẻ trong trường đã ứng dụng kỹ thuật số vào trong các hoạt động giáo dục, kế hoạch giảng dạy. Em thấy những cô giáo trẻ trường Trung học Phổ thông Đức Hợp đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy rất là chi tiết và cụ thể, thú vị. Hồi cấp 2 bọn em không được tiếp xúc với những chuyển đổi trong khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, như là các thầy cô vẫn còn dạy chay rất là nhiều. Chúng tôi hết sức quan trọng cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao cái chất lượng chuyên môn trong giảng dạy của các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo trẻ đang là đoàn viên. Thầy Trần Văn Tỏ đã có sáng kiến thiết kế các cái ứng dụng để giảng dạy môn toán ở lớp 10 bằng công nghệ thông tin. Rồi là cô Trần Thị Thúy thì có sáng kiến xây dựng một cái thư viện số có tên là Lạc Chí Thư Quán, kỳ vọng là số hóa các cái đầu sách hay trong thư viện của nhà trường để giúp các em học sinh, giúp thầy, các thầy cô giáo có thể tiếp cận bất cứ nơi đâu một cách dễ dàng nhất. Hiện tại bây giờ đang là những cái chủ đề rất là hot, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là dữ liệu lớn, và áp dụng nó vào trong cái tiến trình học tập, bởi vì những người giáo viên như chúng tôi đi đầu những cái xu hướng như vậy và áp dụng vào việc giảng dạy của mình thì chắc chắn là các em học sinh sẽ được hưởng lợi. Để thanh niên Hưng Yên làm chủ được công nghệ số và đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động nhiều hoạt động với chủ đề Tuổi trẻ Hưng Yên tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Những thanh niên trong tỉnh không ngừng sáng tạo, đưa chuyển đổi số vào trong mọi lĩnh vực. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đang xây dựng cái đề án thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2024-2030, tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số. Cái đề án này, đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận được với những ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là vốn ở ngân hàng chính sách. Những ý tưởng các bạn đoàn viên thanh niên sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hỗ trợ để cho thành hiện thực. Bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình, thời gian qua tuổi trẻ xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã chung tay làm nên những công trình phần việc ý nghĩa cho cộng đồng. Các cơ sở đoàn tham mưu với các ủy chính quyền địa phương đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, như huy động gần 10 triệu đồng để làm công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc. Đoàn xã đã tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, người dân trong khu vực không vứt pin thải chung với rác sinh hoạt mà bỏ vào ngôi nhà xử lý pin. Sau một thời gian triển khai, gom từ các ngôi nhà được hàng chục kg pin đã qua sử dụng để đem đi xử lý. Hành trình thứ hai của lốp xe biến lốp xe cũ thành những biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, khẩu hiệu tuyên truyền sân chơi cho trẻ em, vận động 60 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tặng quà, dọn dẹp vệ sinh, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử văn hóa, tiếp sức mùa thi, tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ từ thiện để gây quỹ tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn xã đã tổ chức được 2 lần chương trình rửa xe gây quỹ vào 2 mùa hè năm 2022 và 2023, được rất là đông đảo toàn thể bà con nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn xã đã thu lại được số tiền là 27 triệu để làm quỹ để tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp 26 tháng 3, kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay, Trường Trung học Cơ sở Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ tổ chức ngày hội STEAM khơi nguồn sáng tạo và trưng bày các sản phẩm STEAM do các em học sinh của trường thực hiện. Với gần 600 học sinh, nhiều năm trở lại đây hoạt động STEAM luôn được giáo viên và học sinh của trường hưởng ứng và triển khai. Thông qua đó, rất nhiều sản phẩm giáo dục STEAM đã ra đời, như sản phẩm nước rửa bát từ rác thải của lớp 7C, bản đồ Việt Nam bằng nắp chai nhựa của lớp 7B, máy hút bụi làm từ nguyên liệu tái chế của lớp 6B. Đây là năm học đầu tiên trường Trung học Cơ sở Thủ Sĩ tổ chức ngày hội STEM, một hoạt động ngoại khóa thiết thực, sân chơi bổ ích cho các em học sinh, với mục đích động viên khích lệ toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường khơi nguồn sáng tạo để trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sản phẩm STEM với chất lượng tốt hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng trường Trung học Cơ sở Thủ Sĩ thật sự là ngôi trường thân thiện, hạnh phúc, học sinh tích cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 sẽ chính thức đăng ký dự thi từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 theo hình thức trực tuyến. Trước đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ 24 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4. Các trường lập
và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các trường phổ thông cấp tài khoản mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân do cơ quan, công an cấp. Đối với thí sinh không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số định danh hoặc không có quốc tịch Việt Nam, sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số định danh hoặc số hộ chiếu, hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Trong các ngày 21, 22 và 25 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm 6 bị cáo, nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên năm 2015. Với các nhiệm vụ được phân công, bị cáo Nguyễn Thị Lệ làm thủ quỹ, Trịnh Anh Thuân làm nhân viên kiểm ngân, Nguyễn Văn Quê, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên từ năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2014. Vũ Viết Thu, Phó Giám đốc phụ trách phòng tiền tệ, kho quỹ từ mùng 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 năm 2010 và từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 làm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên. Từ mùng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Vũ Thị Lộc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên phụ trách phòng tiền tệ, kho quỹ từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2012 và từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Đặng Thị Hằng, trưởng phòng tiền tệ kho quỹ Ngân hàng Nhà nước Hưng Yên. Các bị cáo đã gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, tòa tuyên phạt bị cáo Lệ 5 năm 6 tháng tù, Thuân 2 năm cải tạo không giam giữ. 4 bị cáo còn lại tuyên phạt từ 9 tháng đến 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm 9 bị cáo, nguyên là lãnh đạo công chức xã Dị Sử, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, về 3 tội danh lạm quyền trong thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2019, để có nguồn kinh phí cải tạo, xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Ban chấp hành Đảng bộ xã Dị Sử qua các thời kỳ gồm các bị cáo Nguyễn Quang Phục, nguyên Bí thư Đảng ủy phường, Vũ Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, Nguyễn Kim Dương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Đỗ Chi Hào và Vũ Duy Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Đặng Đình Tâm, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Vũ Thị Dung, Đỗ Chí Thanh, Hồ Thị Thanh Nhàn đều là nguyên công chức tài chính thủ quỹ. Địa chính xã tiến hành họp thống nhất và ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với cấp ủy chính quyền các thôn bán đất trái thẩm quyền hơn 72.000 m2 đất ao thùng vũng, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ đồng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên 7 bị cáo Phục, Ngọc, Dương, Hào, Bình Dung, Nhàn bị phạt tù từ 2 năm 3 tháng tù đến 4 năm 9 tháng tù. Bị cáo Tâm, Ngọc phạt 2 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.